Dạ vâng, em lại tiếp tục trở lại với video của bên em nhé. Thì ở đây em trước mặt mọi người là một đôi loa mini của Onkyo. Thì đôi này nó khá là đặc biệt của hãng luôn. Bởi vì thứ nhất là về cái độ hiếm của nó thì được gọi là khá là hiếm. Bởi vì về như bọn bên em nhé, bên em mà về thường 20-30 đôi thì cũng chỉ có một đôi này thôi là nhiều đấy. Thậm chí là có đợt về còn không có hàng lấy luôn. Thứ hai nữa là về cái màu sắc. Ở đây thì màu của loa mọi người nhìn thấy đây là cái màu nâu gỗ, cái màu gỗ nâu nhìn rất là bóng luôn nhá. Đấy, đây. Với những màu gỗ này thì đa phần là phù hợp hết với mọi không gian của nhà mình. Thì mọi người có thể bày trí tại phòng khách này, phòng làm việc này hay phòng ngủ đều rất là hợp lý luôn. Nó làm cho cái không gian của mình trở nên tĩnh lặng hơn và tạo điểm nhấn hơn cho căn phòng của mình nhé. Đấy. Ở đây thì loa gồm căng đầy đủ này. Đấy. Cái đôi loa này tại sao nó là đặc biệt? Bởi vì thứ nhất là về cái kiểu dáng của loa, kiểu dáng ở đây thì được bo góc rất là mềm mại luôn. Nó không như những cái loa mini cùng của hãng Onkyo khác là vuông thành sắc cạnh đúng không? Đôi khi mình nhìn nó thể hơi tức là hơi thô cứng một chút, tức là kiểu dáng mạnh mẽ. Còn đây thì được bo góc này, nhìn rất là mềm mại luôn. Đấy. Các đường nét của nó là rất là tinh tế nhá. Đấy. Ở đây loa gồm hai loại đường tiếng. Vâng, loa hai đường tiếng nhá. Và đây đường tép nhìn khá là to luôn với cách bài trí này. Đấy. Thì nó cũng như kiểu là một chiếc bát khác luôn ý. Đây, đây, đây là bát ở phía bên dưới nhá. Đấy, về hình thức loa thì phải nói là loa về rất là đẹp luôn, không có gì phải chê trách hay lăn tăn cả. Đấy, thành vách này. Đấy. Mua loa thì mọi người chú ý giúp em là thứ nhất là về cái hình thức của loa cũng như là cái thành vách, bởi vì nhiều loa thì cái phía đằng sau ấy mọi người đừng nhìn về cái mặt đằng trước nhá, bởi vì cái mặt đằng trước ấy thì đa phần là đẹp rồi, còn quan trọng nhất là cái phần đằng sau ấy. Tại sao có những cái đôi loa giá rẻ mà khi các anh nhìn vào lại bảo nhà em cũng bán một cái đôi y hệt như thế, nhưng mà khi các anh nhìn vào các anh lại bảo là sao cái đôi bên kia nó lại bán rẻ hơn, nhưng trong khi đấy họ không quay hết các phía đằng sau, họ chỉ chụp mặt thôi đúng không ạ? Đấy thì các anh phải lưu ý giúp em là khi mua loa thì mình phải xem cả mặt đằng trước, cả thân, cả thành vách và cả phía đằng sau nữa, vì nhiều đôi mặt đẹp nhưng đằng sau nhìn nó trầy chóc và nó đã bị lở hết rồi nhá. Đấy. Đây loa V5 thì với công suất là 70W, trở kháng là 6 ohm nhá. Đấy. Công suất 70W như này thì mình chỉ cần ghép một chiếc âm ly nhỏ nhỏ thôi là cũng đã chạy được ôm loa đô loa này rồi, không cần phải lo lắng là âm đi nào phù hợp với thứ, bởi vì thường là cái âm đi mini của bên em thì nó đã kéo được cả bộ rồi đúng không ạ? Đấy. Đấy. Hơn nữa thì mọi người nhìn thấy không, cái loa này cái phía đằng sau nó rất là sâu luôn đấy. Thật sự thì Onkyo không phải những chiếc loa nào cũng sâu được này. Thông thường thì độ sâu của loa Onkyo nó rơi vào tầm 21 thôi, nhưng đôi này thì em chưa đo đây nhá. Em sẽ so sánh cho mọi người với những một chiếc loa mini khác này. Đây mọi người thấy không, cái căng này thì em đang cầm điện thoại em cũng không tháo được. Đây đây nhá, độ sâu của loa này đấy, chỉ đến đây thôi mà V5 này nó còn dài hơn cả đến cả một đoạn này. Đây, tầm này cũng phải tầm 5 phân chứ ít gì đâu đúng không ạ? Đấy, đôi loa V5 này cực kỳ đặc biệt luôn, bởi vì nó có cái hậu sâu dã man luôn ạ. Đấy. Em sẽ ứng qua một chút về kích thước để các anh có thể thấy rõ hơn về cái đôi loa V5 này nhá. Đấy. Đây, loa thì chiều ngang là 14 rưỡi này, đấy 14 rưỡi gần 15 này. Đấy. Độ sâu của loa đấy, độ sâu 26 luôn cậu. Đấy, rất là sâu luôn nhá. Những chiếc loa mà Onkyo khác thì sâu cỡ tầm 21 thôi, 22 thôi, đây sâu tận 26. Đây, chiều cao của loa cũng là 26 luôn nhá. Đấy, độ sâu này bằng nguyên độ cao luôn nhá. À, em sẽ đo qua một chút về kích thước bát để mọi người thấy thấy rõ nhá. Ở đây thì là bát 12 nhá các anh nhá. Đấy, bát 12. Đó. Đây. Đấy, anh thấy không? Em nghiêng lên như thế này để biết là cái độ sâu của nó như thế nào luôn nhá. Độ sâu này. Đấy, gần bằng so với cả chiều ngang luôn nhá. Đấy. Phải biết là cái độ sâu của nó cực kỳ sâu. Với tại sao lại người ta lại quan tâm đến cái độ sâu như thế? Bởi vì cái độ sâu như thế này thì cái củ bát của bên trong sẽ rất là to. Mọi người biết nhá, thường thì cái củ bát của nó nếu mà cái loa nó chỉ tới đây thôi thì cái củ bát nó chỉ tới đây thôi, đúng không? Như cái thành sâu như thế này thì củ bát của nó sẽ phải dài hơn và dày hơn rất là nhiều. Bởi vì không phải tự nhiên mà người ta có thể sản xuất ra được một đôi loa, đúng không? Người ta phải cân đối giữa thành vách, củ loa làm sao để cho nó hợp lý nhất, để cho cái tiếng của mình nó hay nhất nhá. Đấy. Với những đôi loa này thì mọi người có thể thay thế loa vi tính này làm loa trợ lời cực kỳ hay luôn, nó chất âm cực kỳ hay, củ cực kỳ là sâu nhá. Đấy.
Em báo giá luôn nhá, đôi V5 này thì em bán giá là 950 thôi. Đấy, chỉ chấm 950 thôi nhưng mà sở hữu một đôi loa cực chất này. Này, tem Nhật vẫn còn đầy đủ luôn này. Đấy. Nếu ai cần một cái kiểu dáng mới lạ, thử sức với một chất âm khác hơn nữa thì để khám phá xem cái độ sâu của nó như thế nào thì có thể gọi điện ngay cho em với số điện thoại là 0966 594 581 nhé, để được tư vấn nhanh nhất cũng như là đặt mua hàng nhanh nhất, bởi vì loa này về thì cực là hiếm nha, em không có nhiều đâu, hiện tại ở cả kho chỉ còn có 2 đôi thì phải, hình như còn 2 đôi, bởi vì loa mini màu vàng thì nhiều nhưng loa màu nâu này thì ít lắm ạ. Đấy. Vâng, địa chỉ cửa hàng em thì tại số 57A, phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ạ. Đấy, bác nào ở gần thì có thể ghé qua để xem trực tiếp sản phẩm nhé. Còn các anh ở xa thì hãy tin tưởng rằng là trước khi gửi hàng đi thì bên em sẽ test hàng cẩn thận cho mình nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn tất cả các anh đã quan tâm và theo dõi video bên em. Và hẹn gặp lại tại mọi người tại video tiếp theo ạ.